vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Ngon và Lành. Trong dịp hè năm nay thì chắc hẳn quý vị và các bạn đã từng nghe đến món đó là món chè dừa dầm. Vâng, đây là một món chè đang gây sốt trên cộng đồng mạng cũng như là các thực khách. Món ăn này thì được xuất phát từ Hải Phòng. Và ngày hôm nay thì Ngon và Lành sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn công thức để làm món chè này ngay tại nhà để quý vị và các bạn có thể thưởng thức cùng bạn bè cũng như là người thân. Và người sẽ đồng hành với tôi ngày hôm nay đó là bạn Nguyệt Lê. Bạn Nguyệt Lê là người rất là đam mê với các ẩm thực. Bạn đã có khoảng gần 10 năm trong kinh nghiệm, tức là vừa nghiên cứu và cũng là rất là đam mê trong những cái lĩnh vực ví dụ như là nấu ăn và cũng là các món chè hay là thức uống, đúng không ạ? Vâng, hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu cho khán giả cái món gọi là món chè dừa dầm. Nghe thì có vẻ là cũng khá đơn giản thôi, nhưng món ăn này thực sự là cũng đang rất là gây sốt. Có lẽ là cái thành công của nó chính là cái nguyên liệu và cũng như là cái hương vị mà của cái món chè này mang lại, mặc dù nó không có nhiều thành phần lắm, đúng không ạ? Vâng, bạn có thể giới thiệu qua về cái món chè này ạ? Dạ, trước tiên thì chào tất cả quý vị khán giả, chào chị. Hôm nay thì em muốn giới thiệu đến mọi người món chè dừa dầm. Thực ra thì nó cũng khá đơn giản thôi, thành phần cũng so với các món ăn khác thì cũng không có gì phức tạp cả. Cái này khó nhất là phần nước cốt dừa của mình. Mình làm được nước cốt dừa nó thơm và ngon nhất thì sẽ là tạo nên thành công của món ăn. Thế bây giờ nguyên liệu chính của cái món dừa dầm này là gì, bạn có thể giới thiệu rõ một lần nữa để cho khán giả được biết? Trước tiên em cần một quả dừa phải là dừa bánh tẻ chị nhá, thì mới làm nước cốt dừa được. Nếu mà dừa già quá thì nó sẽ làm để làm dầu dừa thôi, còn dừa non thì không thể ra nước cốt được. Đó. Sau đó thì là chân châu này thì em đã chuẩn bị trước rồi, là em cũng tự làm. Dừa đây, trái dừa tươi như này để mình lấy phần cùi dừa non. Đó, với lại nước để lấy nước, để nước thì mình sẽ làm cái thạch quả dừa ấy, nhưng mà trong công thức hôm nay thì sẽ làm nó cứng hơn một chút để mình ăn vào với chè thì nó hợp hơn. Thạch cốt dừa chắc hẳn là không thể thiếu, đó là rau câu, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Cái này là để mình pha với cả nước cốt dừa để cho ra thạch rau câu, đúng không ạ? Và em sẽ dùng cái thạch rau câu cá dẻo này nhá. Nó có nhiều lắm, nhiều loại rau câu lắm. Thì dùng cái loại này sẽ dùng với nước dừa và nước cốt dừa thì nó hợp nhất. Nó vừa giòn giòn nhưng dẻo dẻo dai dai. Nhưng mà nếu mà dùng agar thì nó hơi bị cứng. Cái này nó sẽ dẻo hơn, đúng không? Ở đây tôi thấy có cả nhãn và đường. Dạ, đường thì mình tạo ngọt cho món chè thôi. Chắc chắn rồi. Nhãn thì để mình cân bằng cái vị. Mình ăn quá nhiều dừa đầy bụng thì mình cho thêm hoa quả chút vào thì nhãn nó rất hợp. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ làm cái công đoạn gì trước để cho cái món chè dừa dầm này? Trước tiên thì em sẽ hướng dẫn mọi người làm nước cốt dừa nhé. Trước tiên thì em sẽ hướng dẫn mọi người làm nước cốt dừa nhé. Thì em sẽ lấy phần nước của quả dừa ra. Quả dừa đã tách sẵn rồi. Vì nước dừa này em sẽ dùng để làm thạch nữa, thế nên là em tập luôn cái dây ở đây. Đó, lát nữa mình không phải lọc nữa. Dừa dài làm dầu dừa nên nó sẽ nhiều dầu chứ nó không ra cái nước cốt dừa. Dừa non thì càng không được. Mình sẽ thái nhỏ gọi là vừa miếng ra và mình sẽ đi xay hả bạn? Đúng rồi ạ. Khi dừa đã được cắt nhỏ như này, em cho vào máy xay. Một cái túi để lọc. Đúng rồi, phải có một túi lọc. Bây giờ trên mạng bán nhiều lắm, mình mua các cái túi này này. Vì nó đạt chuẩn hơn khăn xô thì nó nhanh hỏng. Khi mà nó cái cốt này ra rồi, cái nước cốt dừa tôi đã thấy nó sệt sệt rồi. Đây là mình lọc lại một lần nữa. Nước cốt dừa rất đặc và sệt, chúng tôi cũng ngửi thấy mùi thơm rồi. Giờ bây giờ mình sẽ đổ hết cái nước cốt dừa mình vừa lọc được sẽ cho lên đun. Như ở đun sữa vậy ạ. Chỉ nóng bốc hơi nước lên thôi, chứ nếu mà sủi lên một cái là hỏng luôn. Hỏng là nó sẽ bị khét đúng không ạ? Nó không phải là khét mà nó mất mùi, mà nó mất luôn cả cái ngậy ngậy béo béo luôn. Tức là mình sẽ đun cái lửa nhỏ thôi và trong cái lúc đun vừa đun là vừa phải quấy. Thấy nó hơi bốc hơi phải hạ lửa để nó nóng nóng một chút, gọi là mình khử trùng. Thì em sẽ đổ bớt ra một chiếc bát. Em cắt bớt đi ạ. Thì mình sẽ chia nửa rồi. Ít thôi. Tại vì là mình muốn bảo quản nó thì mình phải để nguyên nó như thế này. Thì để làm nước cốt dừa cho đường hay không thì tùy nhá. Cái này thì thường thì em sẽ không cho.
Em sẽ cho một chút bột năng để cho đồng nhất cái phần nước nước giã dừa và nước béo, cái béo của dừa. Chứ bình thường mà dừa, nước cốt dừa mà chị để nó sẽ tách hai lớp. Ờ đúng rồi. Khoảng 2/3 xong khuấy lên xem nó được chưa thì thôi mình dừng lại. Mình cứ thấy sền sệt là mình thôi. Chỉ hơi sành sánh thôi, đừng làm sệt. Là khi mà mình cho bột vào thì mình cho nó hơi sủi sủi thế là được đúng không ạ? Vâng, nó cũng chỉ vâng. Còn với đường thì nếu mà nhà nào mà mình thấy thích ngọt thì mình bổ sung thêm. Còn tuy nhiên thì ngày hôm nay mình sẽ để đúng nguyên cốt dừa để cho nó đúng nguyên bản của nó. Rồi, như vậy là cốt dừa của chúng ta đã xong rồi. Một thành phần rất là quan trọng trong chè dừa dầm. Rồi, thì trong khi mà đợi cho cái nước cốt dừa của nó nguội đi thì chúng ta sẽ chuyển sang làm gì ạ? Bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người làm thạch, thạch quả dừa nhé, thạch nước dừa nhé. Lấy thêm nước của một quả của dừa quả dừa, quả dừa non này để em lấy luôn cái phần cùi. Cái này thì khoảng 1 lít nước dừa. Để làm thạch nó cứng một chút. Chứ bình thường mà mọi người làm thạch quả dừa thì một gói này phải 2 lít nước, đến 2 lít rưỡi nước thì cho khoảng 50 g đường ạ. Trộn vào. Trộn thật đều. Sôi sôi rồi. Đổ từ từ ấy ạ. Em sẽ dùng cái phới, phới lồng để đánh được tan này nó không bị bón. Mình làm cái này để nó không bị bón cục thì nó mới ra được thạch đều, đều thạch. Chứ không là nó bón vào là mình sẽ đun cái này có lâu không ạ? Đun khoảng 5 phút ạ. Thì sau khi nó sôi bùng và được khoảng 4-5 phút thì là xong đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Mình để cho sôi 4-5 phút thì mình vừa đun vừa quấy, mà quấy một chiều thôi, đừng quấy nó phá vỡ cấu trúc của thạch, nó không có thành thạch được. Nguội một chút thì mình đổ ra khuôn, mình thích để khuôn nào thì mình đổ khuôn đó. Sau đó thì để nguội ở ngoài, để nguội tự nhiên nhé. Sau đó thì mình cất vào tủ lạnh, chứ đừng mà cho vào tủ lạnh luôn. Một là nó bị chảy nước, hai là như thế nó cũng hại tủ mình. Thời gian khoảng bao nhiêu lâu thì thạch của chúng ta trong tủ lạnh sẽ được ạ? Chỉ khoảng 2 tiếng, 2 tiếng là nó đủ mát, đủ ăn ngon. Còn mình chỉ để vào một lúc là nó đông rồi. Xong cái công đoạn làm thạch của nước dừa này xong thì mình sẽ làm đến công đoạn nào ạ? Dạ, sau đó thì em sẽ chuyển sang làm thạch nước cốt dừa nhé. Vậy chúng ta trong khi mà chờ để cho cái thạch này của chúng ta đông đi thì vậy chuyển sang làm thạch cốt dừa. Dạ. Như vậy thôi ạ. Đổ nước cốt dừa. Cốt dừa này là mình vừa rồi mình vừa nấu. Dạ đúng rồi, đúng rồi, mình vừa nấu xong đó. Em sẽ hòa 2/3 là nước cốt dừa, 1/3 là nước. Cho khoảng 900ml nước. Bởi vì là nước dừa, nước cốt dừa nó béo hơn ấy, thì cái độ đông của thạch nó cũng kém hơn. Thì sẽ cho bớt nước hơn lúc nãy. Sau khi em đã trộn đều đường với bột aga. Đó như này, sau thì mình lại đổ vào cái phần nước cốt dừa đã được sôi rồi. Cho như này không phải để căn mà để cho nó đều. Nấu thời gian cũng như là cái thạch dừa đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Khoảng 4-5 phút thôi được. Thì đối với cái thạch dừa này thường thì mọi người đổ ra khuôn, chỉ cần khuôn vuông là được. Sau đó mình bào sôi 4-5 phút thì đổ ra khuôn. Và cũng tiếp tục cho tủ lạnh vì nó đông lại. Dạ vâng, cho để nguội tự nhiên ở ngoài. Sau đó thì mình để nó trong tủ lạnh khoảng 2 tiếng là lạnh là ăn được. Sau khi đã hoàn thành hai loại thạch xong thì em sẽ đi lấy cùi dừa nhé. Lấy cùi dừa non. Ở đây. Lấy cùi dừa non. Bây giờ nước bổ dừa lúc nãy, vâng, lúc nãy em vừa lấy nước rồi thì mình bổ đôi ra. Xong mình chỉ việc nạo lấy cùi này thôi. Như vậy là em sẽ lấy xong phần cùi dừa. Thực ra thì bây giờ ngoài chợ cũng có cái loại dừa non và nạo sẵn như quả dừa xong, nhưng mà nó rất là non. Thì mình có thể cắt cái đấy để lấy phần dừa non, mình đỡ phải lấy cái dừa non như thế này thì nó hơi ít. Tức là mình có thể mua sẵn ở ngoài chợ luôn đúng không? Ừ, đúng rồi, có cái quả dừa non non trẻ thì. Vậy như vậy là công đoạn cái chè dừa dầm của chúng ta đã xong chưa? Dạ, như này là mình cũng gần hoàn thành rồi chị ạ. Bây giờ thì chỉ việc kết hợp các nguyên liệu với nhau và mình dùng thôi. Như vậy là
là sau thời gian chế biến và cũng như là chờ cái thời gian để cho thạch nước dừa và như là thạch cốt dừa của chúng ta đông, thì ở đây tôi thấy bạn Nguyệt đã thái các thạch ra rồi. Ở đây thì bạn thái cái thạch cốt dừa này thì rất là nhỏ mà giống như kiểu cái cùi dừa đúng không? Dạ. Thái mỏng, thái bản và mỏng, như cảm giác như là mình ăn cái cùi dừa non. Ừ. Còn đây là thạch dừa nước dừa. Dạ. Thì đây là bạn thái theo kiểu chỉ. Dạ. Cái này là mình sẽ thái theo gọi là chủ định của mình hay là mọi người thích thái kiểu nào cũng được? Đây là cái cách mà để mình ăn món ăn cảm giác nó ngon nhất. Và cứ mọi người thích ăn như nào thái như nào tùy mình thôi. Ừ. Nhưng mà nếu mà cứ làm như thông thường mà thái vuông 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 thì nó chẳng khác gì các bình thường khác. Đúng rồi, thái này để cho mọi người nghĩ rằng đây là chính là cùi dừa và nước cốt dừa chúng ta vừa nấu này, chân trâu cũng như là cùi dừa non, long nhã và đá. Bây giờ bạn có thể trình bày cũng như là hướng dẫn để có một bát chè được hấp dẫn. Dạ. Trước tiên thì em sẽ lấy đá. Đá bào thì là tốt nhất. Thì em phải đá bi thì em phải đá bi cũng được. Đó thì cho sạch. Phần này là cái phần mà các bạn mong chờ nhất ấy. Ăn cái dừa non này. Rồi, chân trâu. Chân trâu này thì món ăn có thể là rất là dễ làm mà các bạn ở chợ chắc là cũng biết rồi. Dạ. Rồi, đó, sau đó thì đây, mình cho nhãn này. Đây là món chè dừa dầm hôm nay thì chúng ta đã hoàn thành. Rồi, trông bát chè khá hấp dẫn đúng không ạ? Vâng, vậy khi ăn cái món chè dừa dầm này thì cái hương vị mà đầu tiên mà mọi người thưởng thức thì nó sẽ như thế nào? Em nghĩ là đầu tiên là mọi người sẽ thưởng thức cái nước dừa, cái mùi dừa đặc trưng của món ăn này sẽ là cái đầu tiên mà ấn tượng. Cốt dừa của mình là vừa béo, vừa thơm. Mà thơm, những cái mùi dừa không phải mình làm nó bị loãng quá, nó mất mùi đi mà nó không còn cái độ béo nữa. Mà thạch của mình, nhất là thạch của mình nó phải giòn, thạch nước cốt dừa nó phải giòn, thạch nước dừa này nó phải giòn, rồi thạch nước cốt dừa thì ngậy ngậy, sật sật, như kiểu cảm giác như là cắn cái cùi dừa non. Có lẽ là với những cái nguyên liệu mà mình làm cái món chè dừa dầm này thì nó không phức tạp. Quan trọng là các bạn khi mà các bạn làm ấy thì cái liều lượng cũng như là bạn vừa chia sẻ là cái nước rau câu mình nấu như nào và dừa mình thực hiện như nào để cho cái thạch dừa chúng ta là mặc dù đây là thạch cốt dừa nhưng mà chúng ta ăn lại cảm giật sật lại giống cái dừa non đúng không ạ? Vâng, đấy chính là một cái mẹo và cái thành công của cái thạch dừa này. Vâng, và hy vọng rằng là với sự gợi ý của bạn Nguyệt Tế hôm nay thì khán giả Ngon Và Lành có thể thực hiện cái món chè gọi là đang gây sốt này ngay tại nhà. Món chè không hề khó chút nào, các nguyên liệu cũng rất là dễ kiếm. Hy vọng rằng ngày hôm nay thì mọi người sẽ có thể là làm được ngay thành công lần đầu món chè dừa dầm rất ngon này.